Thưa quý vị và các bạn, ngày mai ngày 27 tháng 8, vòng chung kết cuộc thi học tập di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng Bộ, Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di trúc của người sẽ được tổ chức tại trường quay tổng hợp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, 17 đội xuất sắc nhất được chọn ra từ vòng thi cụm đã sẵn sàng bước vào vòng chung kết. Hôm nay 26 tháng 8, tại trường quay tổng hợp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, các đội tham gia chung kết cuộc thi học tập di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mặt để làm quen với sân khấu, tập duyệt lần cuối cùng trước khi bước vào vòng thi chung kết. Đây là những đội xuất sắc nhất trong số 74 đội đã tham gia vòng thi cụm. Ngay sau khi kết thúc vòng thi cụm, các đội đã tập trung bổ sung, điều chỉnh nội dung hình thức thể hiện, tranh thủ tập luyện, chuẩn bị đạo cụ trang phục tư liệu hình ảnh minh họa để mang đến cuộc thi những màn tranh tài hấp dẫn, ý nghĩa nhất. Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa cũng đã sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực để vòng thi chung kết diễn ra thành công. Cuộc thi học tập di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để cán bộ đảng viên, viên chức người lao động ôn lại và khẳng định giá trị lý luận thực tiễn của di trúc, đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn khối. Cuộc thi cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động trong khối đối với sự nghiệp cách mạng do đảng lãnh đạo từ đó phát huy tinh thần dân chủ trách nhiệm đoàn kết xây dựng đảng xây dựng cơ quan đơn vị đoàn thể trong sạch vững mạnh